Xin chào các bạn. Có rất nhiều các bạn bảo rằng là chưa thấy Linh lên LED bao giờ. Ngày hôm nay thì Linh sẽ lên mẫu xe Honda LED cho các bạn tham khảo. Ở đây thì Linh đang có các màu sắc trên Honda LED phiên bản 125 và Honda LED phiên bản 160. Đầu tiên thì với phiên bản 125, nó sẽ có 3 màu sắc, đó là màu đen, đỏ và màu xanh. Bản tiêu chuẩn sẽ có màu đỏ và màu xanh. Và hiện tại thì với hai màu sắc trên phiên bản LED 125 tiêu chuẩn này, bên Linh đang để mức giá cho các bạn khoảng hơn 40 triệu đồng một chút xíu. Và năm nay thì Linh thấy rằng cái tem xe cũng như màu sắc trên phiên bản LED 125 nó rất là đẹp. Đầu tiên là màu xanh thì các bạn có thể quan sát luôn là được phối với cả màu đen. Màu xanh thì nó hơi đậm đậm một chút xíu. Màu sắc này Linh thấy nó rất là đẹp và màu này cũng là một trong những màu rất là bền màu. Và với cái tem AB trên phiên bản 125 đấy ạ, được thiết kế ở phần cánh yếm xe, Linh thấy rất là đẹp. Với mức giá chỉ hơn 40 triệu đồng cho Honda LED 125 màu xanh các bạn nhé. Tương tự màu đỏ cũng thế. Với mức giá khoảng hơn 40 triệu đồng. Tương tự cũng là màu đỏ phối với màu đen. Rất là đẹp. Đó. Còn với phiên bản đặc biệt là màu sơn nhám. Màu sắc này thì chắc chắn rằng các bạn nhiều bạn rất là thích rồi. Phiên bản đặc biệt màu đen nhám, phiên bản sơn sần đấy ạ. Thì năm nay nó sẽ phối với cả tem màu vàng đồng các bạn nhé. Trước đây thì phiên bản đặc biệt sẽ là phối với tem màu đỏ, nhưng năm nay nó sẽ phối với cả tem màu vàng đồng các bạn ạ. Và với mức giá cho bạn là khoảng ngoài 42 triệu đồng cho Honda LED phiên bản 125 các bạn nhé. Một trong những cái màu sắc cũng bán rất là chạy trên Honda LED. Và các bạn nhớ này, khi mua Honda LED thời điểm hiện tại, các bạn sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn để có cơ hội trúng rất nhiều phần quà có giá trị, bao gồm 27 chiếc xe Honda Vision, 27 chiếc xe Honda Way Alpha này, 27 chiếc đồng hồ Apple Watch và 900 mũ bảo hiểm 3 phần 4. Rất rất là nhiều phần quà có giá trị. Tại thời điểm này khi các bạn mua Honda LED, các bạn sẽ được tham gia chương trình quay số. Và các bạn sẽ được tham gia là 3 lần quay các bạn nhé. Được 3 lần quay, vì vậy là cái cơ hội trúng thưởng của mình cũng rất là nhiều. Nên là các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Hầu như là năm ngoái các bạn mua xe Honda LED, ví dụ như là những cái màu đen mờ này, hầu hết là các bạn mua với mức giá tầm khoảng là 46-47 triệu đồng. Hay là những cái màu như là màu xanh, màu đỏ sẽ có mức giá tầm 43-44 triệu đồng. Như năm nay với mức giá chỉ từ 40 triệu đồng cho Honda LED phiên bản màu xanh và màu đỏ. Và với mức giá khoảng ngoài 42 triệu đồng cho phiên bản đen mờ các bạn nhé. Một mức giá vô cùng hấp dẫn cùng với rất là nhiều chương trình quà tặng tại thời điểm hiện tại. Và ngoài những cái chương trình quay số ra thì bên Linh còn tặng những phần quà như là mũ bảo hiểm này, hay là áo mưa hoặc là ba lô cho các bạn lựa chọn nhé. Tiếp theo nữa thì ở bên này Linh có Honda LED 160. Với LED 160 thì ở đây Linh đang có hai màu, đó là màu đen và màu đỏ. LED 160 thì nó sẽ có một số cái điểm khác so với LED 125. Đó là đầu tiên phải nói đến phân khối. LED 160 chắc chắn là cái phân khối nó sẽ mạnh mẽ hơn rồi, khả năng tăng tốc sẽ tốt hơn. Nên là với những cái anh em nam giới nào các bạn yêu thích những cái trải nghiệm mạnh mẽ hơn thì các bạn hãy lựa chọn sang phiên bản LED 160. Ngoài ra thì bản LED 160 nó còn được trang bị phanh ABS trên kênh bánh trước. Vì vậy là khi các bạn đi ở những tốc độ cao, khi bạn trải nghiệm ở những cái khung tốc độ cao, các bạn phanh gấp nó cũng sẽ rất là an toàn các bạn nhé. Với hệ thống chống bó cứng phanh ABS chống trơn trượt ở kênh bánh trước cho phiên bản LED 160. Và hiện tại với hai màu sắc là màu đen bạc và màu đỏ bạc, ở đây thì bên Linh đang để mức giá cho các bạn là khoảng tầm ngoài 55 triệu đồng thôi. Mức giá khá là tốt đúng không ạ? Hầu như là Linh thấy rằng mẫu xe LED là một trong những cái dòng xe mà nó bán mức giá nó tương đương hoặc là thấp hơn giá đề xuất của nhà máy rồi. Với mức giá cho Honda LED 160 nhá, chỉ khoảng ngoài 55 triệu đồng. Và LED 125 sẽ có mức giá dao động từ 40 cho đến ngoài 42 triệu đồng. Mua xe tại thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều phần quà như là mũ bảo hiểm này, áo mưa này, hoặc là ba lô, rất là nhiều phần quà và các bạn được tham gia chương trình quay số may mắn á. Ngoài ra thì với dòng xe này, Linh cũng có hỗ trợ trả góp. Nếu như các bạn mua trả góp phiên bản 125 thì các bạn sẽ trả trước cho Linh khoảng tầm 9 triệu. Và bản 160 thì các bạn sẽ trả trước cho Linh khoảng tầm 16 triệu các bạn nhé. Thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần căn cước công dân là các bạn có thể mua trả góp rồi. Vậy thì nếu như bạn nào đang có nhu cầu mua xe Honda Blade thì các bạn hãy lựa chọn mua tại thời điểm hiện tại các bạn nhé. Bởi vì chắc chắn là giá xe đang rất là tốt. Và ngoài ra thì thời điểm hiện tại là một trong những cái tháng rất là đẹp, đó là tháng 6 âm đấy ạ. Rất nhiều khách hàng mua xe trong tháng này. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Và đến với cửa hàng xe máy bên Linh ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và liên hệ với Linh theo số điện thoại là 0987 162438. Chào các bạn.